hiện tại ông An đang đứng ở đường biển Bình Chiểu với lại đường gì đó, đây đầy chỗ đó đó, bác ba cũng thôi cho màn hình luôn để cho mấy người những bác ba được đi đường khác. Anh giống nó rước rồi cuối cùng nó đi đâu nào mà nó lại đó luôn á. Ủa chú nói cái gì vậy? Nghe đó để nó đi theo rồi với lại con keo, cái con sữa với lại con hầu, cái ba món rồi nào đây hồng sữa cho xíu à, nhờ chắc gì á không hầu và hồng mỹ bự nước vô để. Cái này kêu là thọt lát á, cái không có nhộn nó mới dậy nước à. Ủa hồng sữa chút xíu ăn gì? Người làm gì á? Có không? Ta thiếu hồng sữa thấy con này mấy ký anh? Có hai ký ba, ký ba tám. Một ký ba tám. Tiết canh cua tôm càng hả? Dạ, tiết canh tôm hùm. À, tôm hùm. Dạ, 7 phút sau nó mới đo. Nó ăn thử cái này thử coi. Nghe sữa gì này nè. Rồi, theo cho nó hùm quá. Thấy tỏi. À, thấy tỏi. Chị anh thấy tỏi không ạ? Thấy tỏi. Cái đầu năm nay anh là hại lắm rồi. Đúng rồi. Đúng. Đèn xanh đèn đỏ thứ hai là mẹ lên nhà mình. Ô, đúng không? Nghe không? Chưa đi tới cầu Gò Dưa là được. À, bây giờ á, qua cầu Bình Lợi. À, đúng rồi, từ nha. Đèn đỏ hết. Sau đó là đủ đó, xong cái kính nghe dùng keo nghe gọi cho kính, xong nghe gọi kính cái kính lại nói là xa nhà gì đó, đợi đây đúng không? Thằng kia nó gọi cho Dũng, mà Dũng hẹn mày là quán lại rồi đúng không? Được ngon mẹ nữa. Đó. Mà Dũng kêu nó, Dũng nói là thôi kính nó nói gần nhà, nó kêu xa quá nó không đi. Thôi Dũng, ok, Dũng mới kêu nghe đó gọi lại hết cho anh em, là đi ra ngoài đây nè. Chứ đừng có đi quá ốc lạ nữa để cho kính nó được đi. Mà kính mà nay mà không đi là chết kính liền luôn. Bây giờ uống đi, đi rồi đúng uống đi. Đúng không? Vì kính thôi mà. Mà vì cái này là vì mình đúng không? Đúng rồi, vì kính mới đổi đổi địa điểm mà. Ốc lạ là đâu nên vậy. Ốc lạ ngay chỗ Nguyễn Đình Lực á, Nguyễn Đình. Em sai rồi, em sai rồi. Lại luôn. Đúng rồi, anh sai rồi. Anh thì không có bức xúc gì hết á. Bức xúc cái chuyện mà mình tới để cùng lúc để mình nhậu thôi chứ bây giờ tôi tới là tao sai mẹ nó rồi. Không có chuyện là say hay không say là vì không. Cơ thể của người thôi. Không phải, bây giờ mình đang nói cái ngôn ngữ nó khác nhau rồi. Mày đang tỉnh. Không, em cứ tỉnh đâu. Em cũng em cũng là mày tỉnh, tỉnh đó hả? Lúc áo nó hở kìa. Này mới mất xa ra được. Mới vô khách sạn chưa gài kịp. Nó đang đi gái đó mà nó mới vô đi anh Long ơi. Em sai rồi, em sai gái gì có sai không? Em sai rồi, sai anh Long, em sai rồi. Em sai rồi, em xin lỗi em đi. Anh xin lỗi em đi. Ủa mấy con con nhát rồi nữa. Mà phải đến đúng giờ chứ phải. Ừ. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua ta gọi cho anh Giáp. Nhiều cái này là gì? Đúng, nhiều nhiều vậy. Đầu tôm. Anh em ơi, rồi đầu cua. Đầu với mua cái là gì vậy? Đầu. Rồi. Ủa nó có cháy không chị? Cái xe này á bây giờ cháy khét mẹ dưới. Ờ lời. Chắc em luôn. Khét rồi, khét rồi. Em 160 cho mày gạch nó nè. Em đi lên những cái em là đầu mẹ cháy rồi. Em có thằng mấy thằng này chơi rất. Tìm không ra. Không tìm, em ơi, chắc cái bụng nó rồi á, họ tìm một chiếc xe mà xin được 100% á, vừa vừa cái gì đó đấy, là nó cứ mắc cái, nghe mùi không, nghe mùi không, thế rồi, em có cái đổi cái khác, à, đừng đổi em có đứng đâu vậy, không cần đổi chi đâu, không cần đổi, nó
nghe mùi khét đấy. Khét cháo dưới đúng không? Các bạn phải khuấy đó. Em ơi, em tắt lửa cho mình đi. Đưa mấy người cho có anh không muốn nữa, anh không muốn nữa. Báo cáo liên tục hả? Mệt lắm rồi. Về... Tăng vốn. Em đây, anh này, anh. Đây là cái gối đó, nó phải khác rồi nè. Bây giờ bút một cua. Bút hoài không nổi, đúng rồi. Này, 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 không phải. Cái đó đó, là nó sẽ chêm vô. Không phải, không phải. Thôi, anh không phải là mất. Ở gặp chứ, lúc gặp bình thường liền. Ở bình thường cái mẹ à, mẹ tao kể là vậy vậy á. Biết nó ghi tờ giấy chuyển bị xin tờ quán đi. Thấy gì á, có sẽ thấy luôn. Biết liền á. Xong đó, không thử ba năm trời hết á. Mà phải chia sự. Biết chưa? Mày về em cho bữa cháu cho nửa hai sáu tí. Cảm ơn em nhiều. Tốt cho anh, nhưng mà ớt đứng không? Dầu lắm mấy dầu gì dám nữa hả? Dễ gì? Quá ngôi sao. Ngôi sao bỏ nghiền giáp. Chết rồi. Bây giờ ngôi sao xa nghiền giáp. Kinh. Thầy bỏ nghiền giáp lại mày. Thầy biết đâu? Có quốc nguyên nhất à? Ờ, cái đó mình Hồng Kông rồi. Ủa, hôm nay cha mình nguyên một trái xoài luôn.